Buka trách yêu Diên Tuấn Kiệt vì dám nạt mình, nhà trai năng nỉ nhưng trách ngược cực hài. Buka và Diên Tuấn Kiệt đã có màn tương tác cực đáng yêu ở hậu trường một chương trình thực tế. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về Buka và Diên Tuấn Kiệt. Khi đang đợi quay hình cho một chương trình, Diên Tuấn Kiệt tranh thủ thổ lộ với Buka, yêu quá hà. Chỉ chờ có thế, Buka nũng nịu và trách yêu chồng chưa cưới. Yêu gì mà hồi sáng anh nạt à, em? Nghe vợ chưa cưới nhõng nhẽo, Diên Tuấn Kiệt liền xuống nước dỗ dành. Ta anh vội chứ ai dám nạt Đang mệt quá vậy thôi chứ không có nạt Và trách ngược Em cũng lớn tiếng với anh đó Buka vội giải thích Tại em gấp quá chứ không có nạt Ngay khi nhìn thấy ống kính camera hướng về mình Buka và Dinh Tuấn Kiệt giật mình Buka bảo Nãy giờ qua chuyện riêng của gia đình tôi hả Rồi cười xòa Màn tương tác giữa Buka và Dinh Tuấn Kiệt Khiến hội FA à không khỏi ghen tị Sau khi công khai chuyện tình cảm Buka và Dinh Tuấn Kiệt rất thoải mái Thể hiện tình cảm trước mặt mọi người Đầu tháng 9 vừa qua, Dinh Tuấn Kiệt đã cầu hôn Puka trong ngày sinh nhật của mình. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Cả hai có nhiều mối quan hệ thân thiết trong showbiz, nên dự là dạng sao việc đến tham dự sẽ vô cùng tấp nập. Puka học nấu ăn vì muốn giữ chồng tương lai Diễn viên Puka tham gia show đầu bếp của những ngôi sao vì muốn giúp bản thân trở thành người vợ đảm đang và giữ chồng trong tương lai. Puka thừa nhận cô không giỏi nấu ăn, chưa kể lại bận rộn nên ít kinh nghiệm bếp núc. Xong cô hào hứng nhận lời tham gia chương trình đầu bếp của những ngôi sao vì muốn học nấu nhiều món ngon. Tôi được đầu bếp Jack Lee hướng dẫn món mì trộn gà chiên xù. Ban đầu tôi nghĩ nó khó làm, nhưng tôi không ngờ món ăn làm đơn giản, ăn rất ngon miệng. Tôi thích những chương trình nấu ăn như thế này, khám phá những khả năng mới. Với tôi, phụ nữ cần biết nấu ăn, đó chính là bí kíp giữ chồng, Puka cho hay. Sunny Hạ Linh cũng là khách mời đặc biệt. Trong họp báo công bố chiều 19 tháng 6, cô cho biết bản thân đam mê nấu nướng ở chương trình nữ ca sĩ trổ tài phối hợp giữa hương vị Việt Nam và nước ngoài tạo nên các món ăn ngon đầu bếp Jack Lee cầm trịch cho chương trình anh là một trong số những đầu bếp gốc Việt hiếm hoi thành danh trên đất Mỹ chuyên phục vụ những bữa ăn cho khách hàng là nhiều tỷ phú siêu sao Hollywood tham gia show Jack Lee đùa đây là cơ hội trau dồi thêm khả năng tiếng Việt khi có dịp giao tiếp với nhiều nghệ sĩ ngoài chuyên môn ẩm thực đầu bếp của những ngôi sao còn mang đến những câu chuyện nghề chuyện đời của nghệ sĩ khách mời chương trình phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên YouTube Jin, Puka, Tung clip cầu hôn, fan bật cười khi nghe khoản thú lao 800 triệu. Sau khi công khai chuyện tình cảm vào ngày 6 tháng 9, nhất cử nhất động của Puka và Jin Tuấn Kiệt được dân tình chú ý hơn bao giờ hết. Ai nấy đều quan tâm những khoảnh khắc và câu chuyện thú vị xoay quanh màn cầu hôn đặc biệt này. Mới đây, clip Full HD ghi lại quá trình Jin tâm huyết chuẩn bị cho màn cầu hôn người thương đã được tiết lộ, anh chàng đầu tư chuẩn bị dàn dựng kịch bản khá hài hước để tạo bất ngờ. Bạn bè của cả hai cũng được mời đến chung vui. Trong video, Duyên Tuấn Kiệt cùng bạn bè đồng nghiệp đã lừa Puka rằng cô được mời tới một buổi review với mức thù lao 800 triệu. Sau khi đến nhà hàng được chỉ định, Puka được yêu cầu quay các clip review món ăn. Sau một hồi, cô bắt đầu ngờ ngợ nhận ra đây không phải một buổi làm việc bình thường khi tấm backdrop chứa rất nhiều hình kỷ niệm của cả hai kèm con số 1460, số ngày họ yêu nhau được mở ra tiếp đó duyên tuấn kiệt cầm bó hoa lớn trên tay cùng bạn bè tiến đến puka xúc động rơi nước mắt nam diễn viên ngọt ngào nói hồi mới yêu nhau em có nói không biết khi nào mình mới yêu nhau được một nghìn ngày vậy hôm nay là ngày bao nhiêu rồi em có nhớ không hôm nay là hơn một nghìn ngày rồi hôm nay anh muốn hỏi em câu này em có đồng ý làm vợ anh không video cầu hôn của cặp đôi thu về lượt tương tác khủng kèm nhiều bình luận chúc mừng Họ hẹn hò kín tiếng suốt 4 năm, Duyên Tuấn Kiệt và Puka không muốn chuyện đời tư bị chú ý quá nhiều. Cả hai tập trung phát triển sự nghiệp, đợi đến khi tình cảm chín mùi mới công khai. Xong dẫu cặp đôi từng chối đầy đẩy, dân tình vẫn chắc như đinh đóng cột chuyện họ hẹn hò, chỉ chờ người trong cuộc công khai. Quả thật, không có gì qua được mắt khán giả. Sau khi cặp đôi công khai chuyện vui, nhiều fan hóm hình trêu đùa, giả vờ bất ngờ cho anh chị vui thôi chứ chúng tôi biết từ lâu rồi. Chuyện tình ngọt ngào của Duyên Tuấn Kiệt và Puka giúp khán giả có thêm niềm tin và tình yêu đôi lứa trốn showbiz. Vượt qua nhiều thăng trầm, cặp đôi đã có được cái kết đẹp, khiến khán giả vui lây. Ai nấy đều mong chờ sớm được chứng kiến thời khắc, Duyên Tuấn Kiệt và Puka nắm tay tiến vào lễ đường. Duyên Tuấn Kiệt cầu hôn Puka bằng cú lừa quay quảng cáo 800 triệu đồng, Tối 19 tháng 9, Puka chia sẻ video cô được Duyên Tuấn Kiệt cầu hôn từ 4 tháng trước. Hội bạn của Puka gồm MC Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Jun Phạm, Minh Tú, Duy Khánh lên kế hoạch yêu cầu nữ diễn viên đi quay quảng cáo. Sau khi nghe báo giá 800 triệu đồng cho video quảng cáo, Puka bất ngờ nhưng vẫn nhận lời. Trong khi đó, Duyên Tuấn Kiệt có mặt sẵn ở địa điểm chuẩn bị cho màn cầu hôn này. Trong lúc chờ ghi hình review món ăn, ekip thay đổi background hình đôi diễn viên, Duyên Tuấn Kiệt bất ngờ ôm hoa tiến ra tặng bạn gái. Puka ngơ ngác bật khóc trước sự chuẩn bị của bạn trai. Nam diễn viên cầu hôn bạn gái ngày 27 tháng 5 Kỷ niệm 4 năm ngày yêu Duyên Tuấn Kiệt sau đó quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái Trước sự cổ vũ của hội bạn thân Tròn 4 năm yêu nhau Anh quyết định dành ngày hôm nay cho em Chúc mừng kỷ niệm chúng ta Hồi mới quen em nói không biết khi nào yêu nhau được một 000 ngày Hôm nay đã là 1.460 ngày Nên anh muốn hỏi em câu này Em có đồng ý lấy anh làm chồng không Duyên nói sau câu hỏi ngược, người ta thường hỏi em có chịu làm vợ anh không mà ta, hài hước, Puka tiến lại hôn bạn trai, ngầm thừa nhận đồng ý trước sự gieo hò của hội bạn. Sau khi nhận lời cầu hôn của Jin Tuấn Kiệt, Puka nói cô tưởng đi làm được tiền, nhưng không ngờ được chồng, nữ diễn viên xúc động trân trọng sự chuẩn bị của bạn trai vì cho mình ngày đáng nhớ. Duyên Tuấn Kiệt công khai chuyện tình cảm với Puka ngày 6 tháng 9, dịp nam diễn viên 29 tuổi. Anh chia sẻ Puka là món quà sinh nhật lớn nhất, thông báo thuyền đã cập bến trên sóng truyền hình. Đồng nghiệp nhiều lần ghép cặp Puka và Duyên Tuấn Kiệt nhưng hai người chưa từng thừa nhận. Dương Puka cho biết bản thân không suy nghĩ quá nhiều đến việc kết hôn. Đâu phải thấy người ta kết hôn, mình cũng phải kết hôn cho bằng được. Khi ở tuổi 27-28, tôi luôn mong muốn có một đám cưới như bao người. Còn hiện tại khi qua tuổi 30, tôi lại nghĩ rằng sao cũng được, miễn là phải vui vẻ. Cô nói. Hậu xác nhận kết hôn, Puka được mẹ chồng tương lai tặng xe hộp khủng. Vừa xác nhận kết hôn, Puka được mẹ Jin Tuấn Kiệt tặng ngay xe hộp cực khủng, khiến cộng đồng mạng ghen tị. Mới hôm nay, Buka đăng tải trên trang cá nhân của mình một chiếc xe hạng sang kèm dòng trạng thái cảm ơn mẹ yêu. Được biết chiếc xe này là do mẹ của Di Tuấn Kiệt tặng con dâu trước khi đám cưới. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp để lại lời chúc mừng kèm ghen tị khi cô được mẹ chồng tương lai cưng chiều đến như vậy. Sau thông báo sắp đám cưới, Buka và Di Tuấn Kiệt có buổi tụ họp bên những người thân thiết. Tối ngày 6 tháng 9, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Di Tuấn Kiệt xác nhận đã cầu hôn Buka. Đây là cái kết đẹp được cả dàn sao Việt và công chúng ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi đã thu hút gần 1 triệu lượt tương tác, chứng minh sức hút khủng. Ngay sau đó, Di Tuấn Kiệt và Buka cũng đã cùng lộ diện trong buổi sinh nhật thân mật của nam ca sĩ. Lần đầu xuất hiện với cương vị mới là vợ chồng sắp cưới, Buka và Di Tuấn Kiệt ngồi sát cạnh nhau. Khuôn mặt của cặp đôi ngập tràn niềm hạnh phúc, cùng nhau pha trò lại lội với dàn khách mời. Những người bạn thân thiết của Buka và Di Tuấn Kiệt như Huỳnh Lập, Fan, đại nghĩa, Chun Phạm, Trương Thế Vinh, Huỳnh Lập Anh Tú đều có mặt để chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Đặc biệt bố mẹ Xin Tuấn Kiệt cũng xuất hiện trong dịp này. Đây là lần đầu tiên Buka công khai xuất hiện chung khung ảnh với bố mẹ chồng tương lai. Trước khi xác nhận cưới, nữ diễn viên đã nhiều lần bị soi tham dự buổi tiệc thân mật sinh nhật cùng gia đình của Jin Tuấn Kiệt. Có thể thấy mối quan hệ của Buka và vị hôn phu rất thân thiết, gắn bó từ nhiều năm qua. Cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Di Tuấn Kiệt sinh năm 1994, năm nay 28 tuổi, vậy nhưng ngoài đời nhìn anh chàng trẻ hơn khá nhiều, cảm giác chỉ ngang sinh viên đại học. Vì thế không khán giả lớn tuổi, ngay cả các bạn nhỏ cũng đặc biệt yêu thích và cảm nhận được sự gần gũi từ chàng trai. Di Tuấn Kiệt đang hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Anh chàng nhanh chóng nhận được ấn tượng tốt với khán giả khi sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát trầm ấm. Đặc biệt sau vai mẫn trong bộ phim sitcom Gia đình là số 1, sự yêu mến của khán giả dành cho nam ca sĩ cũng càng lớn hơn. Tận dụng sức hot, Duy Tuấn Kiệt liên tục cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Bên cạnh đó anh còn tham gia những dự án phim, game show. Sự cống hiến của nam ca sĩ nhanh chóng chinh phục được trái tim khán giả, thu về cho anh chàng lượng fan hâm mộ đông đảo. Buka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1989, hiện nay đã 33 tuổi. Buka sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Hiện cô đang hoạt động nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buka có chiều cao 1m62. Buka là một diễn viên hài, diễn viên truyền hình và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Buka là một diễn viên và MC nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu phía Nam. Cô nổi tiếng với sự duyên dáng, hài hước trên sân khấu cùng một gương mặt khả ái xinh đẹp, sống một cuộc sống trong sạch và không có scandal. Ghi điểm bởi lối diễn xuất chân thật, sinh động và vui vẻ trên sân khấu. Nhưng ngoài đời, Buka lại là cô gái nội tâm sâu sắc, từng đối mặt với nhiều sóng gió. Gần đây Buka thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế sau nhập ngũ, cùng với nhiều ngôi sao khác như Hòa Minh Di, Minh Tú, Cà Phương.